thưởng thức buffet hải sản thả ga tại nhà hàng The Lock với giá chỉ từ 1.650.000 đồng cộng cho một người. Nếu như mọi người hỏi luôn nhà hàng buffet nào vừa có hải sản để ăn thả ga, vừa có không gian siêu lãng mạn thì Lưu sẽ giới thiệu ngay các bạn đến nhà hàng The Lock, tọa lạc tại tầng thượng của James Center, một không gian sang trọng được bao phủ bằng gỗ trầm ấm xen kẽ với những mảng cỏ cây xanh mướt, cùng với đó là ánh đèn lung linh tạo nên một không khí tinh tế lãng mạn vô cùng. Buffet tại đây cũng rất là đa dạng về các món ăn từ Á cho đến Âu, với loại hải sản sẽ có nhiều sự lựa chọn từ tôm hùm, cua, hàu, sò điệp Nhật, bạch tuộc, vẹm xanh, tôm càng. Quay sushi thì có thể kể đến như là sashimi, maki, nigiri, và đặc biệt là ở The Lock thì sẽ còn có cả tôm sống nữa. Lần nào đến đây thì Lưu cũng rất là thích cái quầy này luôn. Quầy lái nướng cũng rất là hấp dẫn nha, có bò Mỹ ướp đúc lò với lại sốt tiêu đen, sườn trưa nướng thảo mộc và đùi ham đúc lò ướp với lại sốt cam mật ong. Bên cạnh đó còn phải kể đến một quầy với các món hoa như là há cảo, xíu mại, chân gà tàu xì, quầy salad, quầy chi và couscous. Đi sâu vào bên trong sẽ có một quầy live với các món nóng, và đã đến đây đừng bao giờ bỏ lỡ qua quầy dessert. Lưu đã thưởng thức vào rất nhiều buffet cao cấp và The Lock là một trong những nhà hàng mà Lưu đánh giá là có dessert ngon tại Sài Gòn. Nhìn về tổng thể thì các món ăn tại đây phải nói là chất lượng đi đôi với là giá tiền. Về điểm mạnh thì Lưu thấy ngoài hải sản ra thì các món Âu tại đây rất là ngon, và với một không gian để có thể thưởng thức món ăn như thế này chắc chắn sẽ làm cho mọi thực khách khi đến đây cảm thấy điều rất là hài lòng. Buffet tại The Lock sẽ được diễn ra vào mỗi ngày, đặc biệt là thời gian kết thúc buffet sẽ trễ hơn so với là những nơi khác. Thời gian diễn ra buffet sẽ từ 18 giờ cho đến 23 giờ, last order thì sẽ là 22 giờ. Mức giá vé buffet tại đây sẽ là 1.650.000 cộng cho một khách. Mức giá này sẽ bao gồm nước suối và nước ngọt. Nếu như thêm vang trắng và đỏ thì mức giá sẽ là 1.850.000 cộng cho một khách. Và nếu như bạn đang có kế hoạch cho một bữa ăn hoành tráng lãng mạn cùng với người thân hay là hẹn hò với những người yêu thương thì có thể tham khảo thử địa điểm này nha. Và đây là nhà hàng The Lock, địa chỉ Lưu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.